Lê xin hoan chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Gia đình tài tử do Panasonic tài trợ. Quý thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ hai đội chơi, họ sẽ thể hiện tài năng của mình, chứng minh được cái niềm đam mê, cái khát khao, cái khát vọng ước mơ về âm nhạc của họ, và chắc chắn sẽ có những điều hết sức là ấn tượng đến với hai gia đình ngày hôm nay. Nhưng trước khi gặp gỡ hai gia đình, Quỳnh Linh xin chào đón ba giám khảo. Xin chào đón sự có mặt của nhạc sĩ Nguyễn Cương, nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, nghệ sĩ ưu tú Chí Trung. Cảm ơn giám khảo. Không, bây giờ sẽ gặp gỡ hai gia đình, họ đến từ đâu. Gia đình đầu tiên, xin mời quý vị. Đây rồi. Minh Hảo Việt quay. Xin chào. Ôi già, thơm quá nhỉ. Thế thì nhà mình chuyên bán vịt quay. Dạ vâng. Thịt cưới. Vâng. Chứ một ngày bán được bao nhiêu con? Dạ một ngày thu gần 20 con. Dắt hàng thế này là thu nhập tốt không? Dạ vâng, là con cũng đủ sống ạ. Thế mà bán vịt quay này lúc phấn khởi thì có hát không? Dạ có ạ. Hát bài cho nào. Mắt vòng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra chân mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Tức là món ăn rất ngon nhưng mà lại còn cả văn nghệ tinh thần nữa. Dạ vâng. Hai bạn có nhận cho tôi là ai không? Dạ vâng ạ. Có ạ. Bác cứ xuống lên xe là cháu nhận, là bác là Văn Hiệp luôn ạ. Đúng rồi, Văn Hiệp trưởng luôn. Dạ vâng. Bác trưởng luôn Văn Hiệp. Cô bán vịt quay cũng là giáo viên mầm non, Bùi Thị Hảo 29 tuổi, cùng chồng và con trai là Nguyễn Chí Bình 31 tuổi, Nguyễn Việt Hưng 8 tuổi. Bố mẹ chồng là Nguyễn Chí Đức 63 tuổi, Phùng Thị Cảnh 61 tuổi. Ông bác là Đỗ Văn Lê 65 tuổi. Bác dâu là Lê Thị Toàn 53 tuổi, mẹ con người chị chồng là Nguyễn Thị Huyền 40 tuổi, Nguyễn Thị Hà 19 tuổi, Nguyễn Hữu Linh 20 tuổi, ông anh họ là Nguyễn Chí Hùng 40 tuổi, chị chồng Nguyễn Thị Hải 35 tuổi, em họ Đỗ Thị Huyền 28 tuổi, cháu họ là Đỗ Đức Thanh 23 tuổi cùng tham gia chương trình. Tóm lại là anh Bình với chị Hảo quay vịt mà nhà cửa rất khang trang đúng không ạ? Mặc dù gia đình tôi là một cái gia đình chỉ buôn bán làm vịt quay, nhưng không có nghĩa là chúng tôi không biết hát. Đúng không? Vừa rồi tôi được nghe anh Bình với chị Hảo hát là cực hay luôn. Tức là lần này mình mà có cái dự cái kỳ thi của gia đình tài tử ấy thì mình phải hát làm sao cho giám khảo họ mê đi, họ phải ngã lăn quay hết. Tôi là sứ giả của chương trình cho nên vào đây là làm việc với gia đình là phải mặc cái bộ quần áo của sứ giả vào, còn lúc nãy là chưa mặc. Thế vừa rồi là ở ngoài cửa hàng thì được nghe anh Bình với chị Hảo hát cái bài là Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nhỉ? Vâng ạ. Vâng ạ. Thế bây giờ ngoài ra mình còn cái bài hát gì hay hơn mà mình thích không? Thế bây giờ mình mà qua hai kỳ thi mà mình chiến thắng thì đây là những cái sản phẩm người ta giới thiệu trước cho mình. Đây bác xem, bác say sưa nhất bác chọn cái. Nào bây giờ đoán thử xem bài hát gì nào. Là một giáo viên cho nên là con rất là muốn có bài hát gì đấy nói về người nghề nhà giáo ạ. Thế là ngoài việc quay ra. Thì còn đi dạy học. Thế hôm nay không nói từ đầu. Bài là cô giáo. Rất mong là bài cô giáo ạ. Con rất là mong như thế đó. Tôi không hiểu tại sao bà này mắt bà có liếc vào đây không mà bà ấy tinh có liếc vào đây không? Không ạ. Đúng là một bài hát cô giáo. nhưng mà cô giáo này không phải cô giáo người Kinh. Đố biết là cô giáo gì? Có cái bài hát gì nào? Cô giáo Tày. Cô giáo Tày cầm đàn lên đỉnh núi. Xin mời quý vị, chúng ta sẽ chào đón gia đình chị Bùi Thị Hảo đến từ Hoài Đức, Hà Nội. Xin chào cả nhà. Thay mặt gia đình thì em cũng xin gửi lời chào anh Quyền Linh. Xin chào ban giám khảo và cùng toàn thể các vị cổ vũ ạ. Ủa cái vịt quay đó là mình làm nghề gia truyền xưa giờ hay là mình lấy lại của người khác mình? Cái nghề này thì nói với anh là không phải là nghề gia truyền. Đây là nghề mà chúng em cũng mới mở được vài tháng nay thôi ạ. Hôm nay tôi thấy rằng gia đình xuất hiện rất là ấn tượng. Ai cũng cầm một bình hoa hết ạ. Tại sao là như vậy? Chị em chúng em là làm ra những bông hoa. Đây là những tự tay do chúng em làm ra. Để tặng ban giám khảo cũng như anh Quyền Linh và đội bạn. Chúc gia đình chúng ta thành công trong ngày hôm nay.
Và bây giờ chúng ta sẽ làm quen với gia đình thứ hai. Xin mời quý vị hướng về màn hình. Ngon quá bạn. Bánh cấy đúng không ạ? Đặc sản. Đặc sản của Thái Bình đúng không ạ? Và hình cháu nhớ không nhầm, hình như là ở Đông Hưng là đặc sản của bánh cấy là ngon nhất. Nguyễn Đông Hưng. Nguyễn Đông Hưng đúng rồi, rất ngon. Rất ngon ạ. Tiếng hát quê hương ru dài theo sông. Thái Bình ơi Thái Bình, ai đặt tên cho đất? Lâu lắm rồi Đức Khuê mới lại trở lại mảnh đất kiến xương Thái Bình. Thật là một mảnh đất kỳ nhiêu của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và đến với gia đình nhà Hoàng Văn Sẻng. Với 12 thành viên tham gia gồm có vợ chồng bác Hoàng Văn Sẻng 79 tuổi, Phạm Thị Hợi 77 tuổi, cùng các con và cháu là Hoàng Thị Hoài 53 tuổi, Lê Thành Duy 30 tuổi, Hoàng Thị Oanh 51 tuổi, Đoàn Thị Thùy Vân 28 tuổi, Hoàng Thị Yến 45 tuổi, Hoàng Văn Khang 42 tuổi, Nguyễn Thụ Trang 13 tuổi, Hoàng Văn Ninh 39 tuổi, Hoàng Thị Diệu Ngân 12 tuổi, cô cháu ngoại là Nguyễn Thu Hà 33 tuổi. Gia đình nhà mình là có nhiều thế hệ mà tham gia cái chương trình gia đình tài tử đấy không ạ, bà bác? Bốn thế hệ, vâng. Ở Kiến Xương này thì cháu thấy là ngày xưa cháu được ăn cái món gì nhỉ? Cái món... Đúng rồi, mắm cáy ấy. Cái mắm cáy rất là ngon. Đặc sản của quê em đấy. Vâng, bây giờ nó vừa nói cái nút nước miếng là ngon. Trân trọng kính mời các anh dùng cái món đặc sản của quê chúng tôi ạ. Vâng, mắm cáy là chấm với rau muống luộc. Vâng. Báo cáo với anh là cái món mắm cáy này thì dùng được với rất nhiều các món ăn ạ. Vâng. Ví dụ như là chấm với bún, rồi chấm với cà muối, rồi chấm với đậu phụ. Vâng. Rồi dưa. Vâng. Mà đặc biệt là chấm với rau muống luộc thì rất hợp. Đúng rồi. Tức là khi mà mình rót một ít mắm cáy này ra, mình tra một ít chanh, vâng, ớt với thì ăn. Dạ. Rất là ngon. Vâng. Ngon tuyệt vời ạ. Cảm ơn. Cảm ơn gia đình. Cái có phải cái con cái là cái con mà nó hay bò sống ở gọi là chuyên môn là sống ở đất phù sa sông Hồng. Nhưng mà nó là cái nó giống như con họ nhà cua hay là họ đấy, nó giống như con cua nhỉ? Đấy, đấy, nó như là con cua nhưng nó không phải là con cua mà là con dạn cũng không phải đúng không ạ? Không phải con dạn mà là con cái là nhỏ hơn đúng không ạ? Nó sống ở cái vùng chiêm này, vùng nước trũng này. À, to nhất là bằng cái nào không? Có bằng con cua không? À, không bằng. To nhất thì bằng con cua vừa vừa. À, con cua nhỏ này, vâng, thơm, thảo nào thơm. Thế là sứ giả hôm nay đến đây và trao cho gia đình nhà mình một cái thử thách. Giải thưởng sẽ là những cái phần quà rất là hấp dẫn của chương trình gia đình tài tử. Thì cháu hy vọng là chắc chắn sẽ được bởi vì cháu nhìn thấy rất là nhiều thứ bằng khen. Ai là người nòng cốt ạ? Gia đình nhà mình ai là nói thì cái truyền thống này của gia đình nhà em là từ ông bà. Dạ. Đến tất cả các con. Có tất cả các con. Ngày xưa là ông bà là từng đi cái đội văn nghệ của xã mà thành lập một cái đoàn cải lương cơ. À thế ạ, đoàn cải lương của Phong Châu. À thế ạ, anh có thể anh giới thiệu cho sứ giả được nghe một làn điệu về cải lương. Dạ vâng. Mẹ ơi phần gái 12 bên nước biết bên nào trong biết sông nào đục biết rủi hay may thì một ngày mai con xuất giá theo chồng. Thành ơi, hay quá. Chắc chắn là cái thử thách này đối với gia đình nhà mình cũng quá là nhỏ đúng không ạ? Và anh cũng dạ. Chủ quan mà nhạc mới với này không chắc có được. Thế nhưng mà đây lại không là mới, là dân ca được không ạ? Dân ca đấy bà. À thế à? Không hiểu là có phải dân ca thì biết đâu đấy. Cho dù là thử thách nào thì gia đình chúng tôi cũng sẽ cố gắng hết sức. Thế nên đây nó là hip hop, nhạc rock thì sao? Ok, sẽ có đội trẻ để giải quyết việc đó. Úi giời. Vâng, tôi nói thật thì sứ giả cũng không biết là trong này là đĩa gì, bài hát gì. Thế rồi mình hãy mở xem ra là bài gì để Vui mở đường. Dạ, bà ơi vui mở đường. Ông biết bài nào không ạ? Ôi giời. Tôi thì tôi nghe đi, tôi không thuộc lắm. Vâng. Gia đình chúng tôi sẽ cố gắng trong một tuần để giải quyết cái thử thách này. 1, 2, 3, quyết lên. Đó là gia đình Hoàng Văn Sang đến từ Kiến Xương, Thái Bình. Đúng rồi. Xin chào cả nhà. Rất là bất ngờ khi mà xem đoạn video clip vừa rồi. Gia đình chú Sàng ở Thái Bình nhưng mà đã có một cái đoàn cải lương đúng không ạ?
Lý do tại sao mình lại tổ chức một cái đoàn cải lương ở tại Thái Bình ạ? Vì chúng tôi là văn nghệ quần chúng. Dạ. Nó xuất phát từ cũng phải cách đây độ 50-60 năm rồi. Khi tôi mới độ ngoài 20 tuổi thôi. Mà năm nay tôi đã 79 rồi. Dạ. Như đây là một cái văn nghệ mà chúng tôi ưa thích nhất. Hồi đó bác thường đóng vai gì ạ? Lúc ấy thì cũng có lúc thì Đàn Ba Cháu Long thì tôi đóng Lưu Huỳnh. Từ đấy này thì là gia đình chúng tôi là cứ tiếp tục, cứ hết thế hệ này đến thế hệ khác. Ở đó là bác trai đóng Kép Đẹp, bác gái đóng Đào Đẹp đúng không? Vâng. À, bây giờ hai bác có thể diễn một đoạn nào đó hồi xưa mà hai bác nhớ không ạ? Quên hết rồi. Nói thực với anh là tôi chỉ còn nhớ được vài câu nhưng không bây giờ có hát được không chứ còn hơn 50 năm nay rồi tôi không hát đến. À, cảm ơn gia đình. Bây giờ thì mình sẽ bốc thăm xem đội nào thi trước và đội nào thi sau. Như vậy là đội đến từ Hà Nội sẽ là gia đình thi trước và đội đến từ Thái Bình là thi sau. Chúng ta sẽ có 15 phút chuẩn bị. Được tham gia chương trình là niềm vui của cả xóm làng nên hai vợ chồng bán vịt quay tại Hoài Đức Hà Nội cũng nhiều lo lắng. Đây có phải là đúng không? Đúng không? Sau khi tham khảo mô hình sân khấu do ban tổ chức cung cấp, chị Hảo liền biến hóa sân nhà thành sân khấu. Đây là gì thế này? Mọi vật dụng đều phát huy tác dụng. Tất cả cái bài này ấy, tập đến bây giờ ấy, thì theo như tôi thì cũng là đang ổn về cái ý tưởng. Thế nhưng mà tôi thấy nó cứ có một cái gì nó chung chung, nó cứ sàn sàn với nhau. Chúng ta chưa tìm một cái điểm nhấn. Cũng như một theo chút. Em nói là nghĩa là muốn là trong cái bài múa này, để nổi bật lên cái cô giáo người tài là mình phải cầm đàn và cái cô giáo này phải quấn cả vì cháu. Đấy mới là cái ý tưởng, cái nổi bài nó nổi bật lên. Ý của tôi thì tôi rất là muốn là cô giáo tài khi ấy sau vào trong dắt cháu với của bác trưởng bản dắt cháu ra. Có thể cô giáo cùng cháu đi như đấy. Thế vẫn, là... thế vẫn chưa được. Được. Cô giáo đàn vẫn cầm. Vẫn cứ đều đều. Vẫn cứ đều đều. Rồi làm sao là phải có cái hình tượng gì đó nó nổi trội hẳn lên. Khi sau đó thì mình về kết. Một mình nổi trội, hai là còn nếu mà như ý tưởng như thế thì nó vẫn như bình thường. Vẫn đều đều chứ nó không có cái gì nổi trội cả. Tôi hồi nãy tôi đã vừa hét lên là hay hay quá như mặt trời sáng loá. Các bạn đã lột tả được cái không khí đó, cái tình yêu đó. À, và một tác phẩm đã viết rất là lâu rồi, có thể đến nửa thế kỷ rồi của nhạc sĩ Văn Ký. Hôm nay tôi được nghe lại và rất xúc động. À, và từ cái dàn dựng cũng rất là vừa phải, cách hát cũng rất là duyên dáng. Rất là cảm ơn gia đình chúng ta, mặc dù là miền xuôi nhưng mà đã không biết làm cách nào mà hát một bài ở một miền rất là xa, gần như cổng trời,
dân tộc Hơm Bông là dân tộc ở trên cổng trời và sống Nam Mèo, và Thanh Hoa đã đi diễn ở trên rất nhiều rồi, nhưng hôm nay nhìn cô gái mèo thật là lộng lẫy, và càng ngạc nhiên hơn là bởi vì những cô gái mèo này lại sinh ra ở Hoài Đức, ở Hà Nội, nhưng mà đã hát một bài hát rất là cô giáo Tây. Cái hương vị của cái món vịt quay nó cứ làm cho ban giám khảo cứ rậm rịch. Thế nhưng mà khi vào hát ấy thì anh Bình lại không thấy một tí gì của tí nào một cái món hương vị của anh cả, mà chỉ còn là một chàng trai dân tộc rất là quyến rũ. Xin cảm ơn gia đình. Rồi nữa thì chúc mừng gia đình. Gia đình vừa thi xong cuộc thi tuần của gia đình Tài Tử, nhưng mà vừa bước xuống sân khấu, nhờ tâm trạng của tôi rất là hồi hộp, vẫn còn bồn chồn, vẫn còn lo lắng và không biết là mình có được cái giải hay không. Gia đình nghệ thuật với nhiều bằng khen và nguồn gốc hát cải lương, nên có vẻ thử thách là ca khúc Cách Mạng hơi quá sức đối với gia đình Bắc Seng, góp phần tăng thêm sức khỏe cho cả nhà. Nên từ khi nhận thử thách, gia đình liền có kế hoạch ăn uống, bồi dưỡng cho các diễn viên. Hai con đã xin phép cô giáo để về tập văn nghệ chưa nhỉ? Thế bây giờ bố đưa hai con về để tập văn nghệ ở nhà nhé. Sân trước thì rộng, nhưng trời lại nắng. Trong nhà thì lại nhỏ, lại thêm cúp điện. Cả nhà quyết định mượn ngôi trường mầm non làm nơi tập luyện, nhưng cũng bị cúp điện nên anh Khang tự mình thay thế máy phát nhạc. Wow, quả thật chuyên nghiệp. Trải qua trên 100 cây số là tất cả đại gia đình chúng tôi là đã đến được trường quay tại đây. 5 giờ sáng là đã phải dậy rồi để chuẩn bị tinh thần rồi, và là 6 giờ là bắt đầu từ ở Thái Bình lên ạ. Vâng. Trên cái quãng đường đi thì gia đình nhà mình có gặp khó khăn gì không? Mưa gió là cũng phải dưới quê là mưa và tắc đường. Vâng. Tinh thần rất là tốt. Thậm chí là trẻ con về khóc ạ. Vâng. Lên cao trên núi mà trông sang vô biển đông mênh mông đất nước. Như nắng nhủ khó khăn không lùi, mưa nắng gian khổ gió sương không ngại, bạn thanh niên ơi. Trước khi lên sân khấu là thực sự là cũng đang rất là hồi hộp và rất là run, nhưng mà tinh thần là rất là cao. Mọi người là thoải mái và quyết tâm. Xin chúc mọi người là hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Hoàng gia chiến thắng. Trông lên mà đỉnh núi thời cao, tinh thần mà cứu nước còn cao hơn nhiều. Bạn thanh niên ơi, lên cao trên núi mà trông sông vô biển đông mênh mông đất nước. Như nhắn nhủ khó khăn không lùi, mưa nắng gian khổ gió sương không ngại, bạn thanh niên ơi. Phá núi bắt đầu ta đắp đường, bước cấp lên đường ra chiến trường. Giải phóng miền Nam, nước nhà mà thống nhất nước, giặc tan ta mới về. Oh,
cánh đã bên đời ta lãn đường, lập hô sẽ vượt ra chiến trường, tuổi xanh ta đi vui phơi phới, bạn thanh niên ta ơi, tuổi xanh ta đi vui phơi phới, bạn thanh niên ta ơi, bạn thanh đây là bài hát rất hay. Bài hát này cả một thời kỳ mà tất cả chúng tôi ngày xưa mà cứ nghe trống lên mà đỉnh núi trời cao, tinh thần mà cứu nước còn cao hơn nhiều. Bao nhiêu trái tim tuổi trẻ đã đập cùng với ca khúc này. Đó là một lợi thế của các bạn. Nhưng mà các bạn lại không đốt cháy chúng tôi lên bằng cái lợi thế đấy. Hay là các bạn đang giữ sức không cần bung ra vội để đợi vào vòng trong? Tôi cũng hy vọng là như thế. Và tôi nghĩ rằng là các bạn cũng đã thành công ở cái niềm yêu, ở nhiệt huyết. Tôi nghĩ rằng cái này nó có một cái là tốc độ bài này. Cái thời kỳ chúng tôi ấy, cái thời kỳ đó là bài hát này mà tôi được nghe chính nhạc sĩ Đỗ Nhuận hát. Nhạc sĩ Đỗ Nhuận hát luôn hát bài hát này rất là nhanh. Tâm tâm ta đầm ta đầm ta, tâm tâm ta đầm ta đầm tầm. Bước gấp trên đường ra chiến trường, đoàn thanh niên đi với phơi phới, chị em thanh niên ta ơi. Đấy, phải nhắc như thế cơ. Nhưng mà bạn thể hiện cũng phải cố gắng làm sao cho có khí thế. Nó phải hực hừng, và hơn nữa chị em ta múa dẻo quá. Cái động tác ở chiến trường của thanh niên xung phong ngày xưa không múa dẻo thế. Xin chia sẻ với các bạn rằng chúng ta hát lại một bài hát của một thời kỳ oanh liệt, một thời kỳ không thể quên, một thời để nhớ. Nhưng chúng ta lại không có cái hồn, cái hơi thở, nói tóm lại là hơi thở của tác phẩm này. Tôi thì tôi lại nghĩ một cách khác, tức là chắc là do phối khí, do cái giai điệu âm nhạc chúng ta thể hiện theo nó. Tôi nhìn trong mắt mọi người, tôi nhìn trong cái cách thể hiện mọi người, tôi thấy rằng phải nói là cũng cháy hết mình đó. Nhưng vấn đề là nhạc như vậy thì cũng khó, đúng không ạ? Gia đình mình có trình bày có điều gì không ạ? Dạ, thưa ban giám khảo, thưa MC và tất cả quý vị khán giả. Thực ra là được tất cả bốn thế hệ được đứng trên sân khấu, và phải nói như cô Thanh Hoa nói là được hát và được nghe lại những cái giai điệu mà hùng tráng ngày xưa. Thì thực ra là bản thân cả gia đình chúng con là đã thật với cả các cô với ban giám khảo là chú là đã cũng đã đang cháy, tinh thần vẫn còn đang cháy. Nhưng đúng là cái bài này phải nói là thực sự là cũng rất là khó. Nên là gia đình rất tự hào bởi vì đã quyết tâm hết sức mình và để được đứng trên sân khấu và được hát những bài hát như thế này. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu công bố kết quả. Đầu tiên sẽ là khả năng ca hát dành cho đội đến từ Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Cường 9, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9.5 và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung là 9.5. Và đây là số điểm về khả năng ca hát cho đội đến từ Kiến Sương, Thái Bình. Nhạc sĩ Nguyễn Cường 8, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 8.5 và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung là 9. Tiếp theo sẽ là khả năng sáng tạo của đội đến từ Hà Nội. Nhạc sĩ Nguyễn Cường 9.5, nghệ sĩ Nhân Thanh Hoa 9.5 và nghệ sĩ ưu tú Chí Trung là 9.5. Khả năng sáng tạo của đội đến từ Thái Bình: Nguyễn Cường 9, Thanh Hoa 9 và Chí Trung 9.5. Tổng số điểm dành cho hai đội như sau: đội gia đình chị Hảo nhận được số điểm là 56.5 và gia đình của bác Sen là 53 điểm. Như vậy là đội gia đình chị Hảo đến từ Hà Nội sẽ giành chiếc vé vào thi tháng. Xin mời nhạc sĩ Nguyễn Cương cùng với nghệ sĩ Vũ Chí Trung sẽ lên trao giải thưởng dành cho đội đến từ Thái Bình. Tạm chia tay chương trình thì bà thấy như thế nào ạ? Tôi thì cũng thấy rằng là rất là tiếc. Dạ. Thực sự là rất là tiếc. Dạ. Bởi vì là gia đình chúng tôi cũng rất là cố gắng. Thế là điều thứ nhất là tôi có tự hào cái chỗ là gia đình nhà tôi được 4 thế hệ. Dạ. Nhưng mà hiện nay lên trên này làm chương trình thì nó chưa đạt được cái yêu cầu, cho nên là cũng thực sự với anh là rất tiếc. Dạ. Là thôi thì cũng xin cảm ơn các anh và chương trình. Chúng tôi rất vui. À, vui mà chúng ta có ban giám khảo góp ý gì vậy, có đúng chưa? Nói chung là gia đình là thể hiện hết sức mình rồi nên được thế nào thì nó như thế thôi. Còn lại là cũng từ quê lúa Thái Bình lên đây, lên thủ đô thi, xong lại được thi cùng với một đội của bên thủ đô nữa. Mà được thế này là vui rồi, có gì đâu. Đúng không? Thì
chị Thanh Hoa nói là rất đúng. Lý do là chị bảo là nếu như thấy chậm thì đề nghị là sẽ tăng cái nhạc lên. Nhưng mà đúng là chúng tôi không nghĩ ra. Nhưng mà không nghĩ ra có thể nói là không dám đòi hỏi cái chỗ này. Mà người ta gửi cái bài nào như thế nào thì về là chúng tôi cứ như thế tập. Cho nên là tốc độ nó cũng hơi chậm một chút. Không, chúng tôi rất là vui, tự hào vì gia đình đã lên sân khấu. Chúc mừng nghệ sĩ Như Thanh Hoa sẽ lên cao chiếc vé vào cuộc thắng dành cho đội Thảo đến từ thủ đô Hà Nội. Quý vị, chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Cảm ơn Panasonic đã đồng hành với chương trình. Thông báo tuyển sinh: gia đình bạn yêu thích văn nghệ, có khả năng sân khấu chăng? Có 8 thành viên trở lên và đầy đủ 3 thế hệ. Đừng bỏ lỡ cơ hội, hãy đến với chúng tôi. Một sân chơi âm nhạc vui nhộn, hoành tráng và những phần quà hấp dẫn từ Panasonic sẽ thuộc về bạn. Hiện chương trình đang tuyển sinh tại các tỉnh miền Nam. Đăng ký tuyển sinh qua email gia đình tài tử a@mcv.com.vn, hotline 0983 787 488. Gia đình tài tử, niềm vui cho mọi nhà. Tấm vé bước vào vòng thi tháng tuần sau là gia đình nào? Buổi trình diễn giữa hai gia đình đến từ vùng đất Nhãn Lồng Hưng Yên và gia đình sống tại vùng đất Vua Lê Lợi Thanh Hóa. Chương trình do công ty MCV thực hiện.